tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 11 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Người mua nhà Canada quay trở lại các khoản thuế chấp lại suất cố định trong lúc lo ngại về những suy thoái kinh tế đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ và các vụ bạo lực với cảnh sát khi các liều bị dỡ khỏi downtown Eastside ở Vancouver. Thị trưởng Toronto và Ottawa có thể dự thảo được ngân sách, thuê và sa thải những người đứng đầu của các bộ theo luật mới. Nhưng mà thị trưởng Ottawa nói các quyền lực mới là không cần thiết. Y tế công cộng Montreal điều tra về cái chết của một người đàn ông vì bệnh Legionella. Một hành khách taxi chết và tài xế bị thương nặng trong một vụ xả xuống giữa ban ngày ở Surrey đại lý bất động sản nổi tiếng ở Brampton bị tấn công giả mang bằng rêu mã tấu ở phía bên ngoài driveway nhà. Trung Quốc gọi Mỹ là kẻ chủ mưu chính trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Mỹ không thể cho phép Trung Quốc thiết lập bình thường mới đối với Đài Loan. Trung Quốc phát hiện virus mới có tên là Lenya mà đã lây nhiễm cho hàng chục người. Liên quan tới trận cháy rừng tại Tây Nam của nước Pháp người dân phải di tản, Pháp cũng phải đối mặt với đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất. Và cùng với nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like mỗi khi xem chương trình, đóng góp ý kiến xây dựng qua phần comment và giúp chia sẻ chương trình này cho mạng xã hội. Và một điều quan trọng khác là hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào subscribe và nút chuông kế bên để tiếp tục theo dõi các chương trình sau này cho chúng tôi phát hành. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu về bản tin Canada. Các chuyên gia cảnh báo ứng dụng ArriveCan có thể vi phạm các quyền được bảo vệ theo hiến pháp. Theo cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA, một trục trặc gần đây trong ứng dụng ArriveCan đã gửi thông báo sai cho những khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ rằng họ cần phải cách ly và vụ việc này đã ảnh hưởng đến hơn 10.000 người. Mức độ của sự trục trặc đại diện cho 0,7% số lượng khách du lịch xuyên biên giới mỗi tuần. Chính phủ đã mất 12 ngày để thông báo cho khách du lịch về lỗi này. Điều này đã gây khó khăn cho một số chuyên gia về dữ liệu và quyền riêng tư. Những người nói rằng ứng dụng có thể đã vi phạm hiến chương về quyền tự do, vốn bảo vệ quyền tự do di chuyển. Cũng có một cuộc tranh luận giữa các chuyên gia rằng việc ra lệnh cho mọi người ở trong nhà của họ trong 2 tuần mà không có sự biện minh có phải là một hình thức giam giữ trái pháp luật hay không? Ấm chỉ tới việc người dân bị chỉ đạo cách ly dù họ không cần. Người mua nhà Canada quay trở lại các khoản thấy chấp lãi suất cố định giữa lo ngại suy thoái kinh tế. Người mua nhà ở Canada đang chuyển sang các khoản thế chấp lãi suất cố định với tốc độ nhanh nhất trong một năm, vì nhiều người tin rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất nhiều hơn để kiểm soát lạm phát, ngay cả khi chi phí của các khoản vay mua nhà này vẫn ở mức cao nhất từ năm 2009. Những người đi vay cũng đang ngày càng tránh xa các khoản thế chấp cố định 5 năm thường thấy để chuyển qua các khoản vay 2 hoặc là 3 năm để đề phòng khả năng ngân hàng Canada tăng lãi suất nhanh, đẩy nền kinh tế vào suy thoái và dẫn đến một chu kỳ nới lỏng khác. Hơn một nửa số người mua nhà ở Canada đã chọn thế chấp lãi suất thay đổi kể từ tháng 7 năm 2021 vì những khoản này đã trở nên rẻ hơn so với lãi suất cố định. Bây giờ thì điều đó đang đảo ngược và trở lại quy chuẩn lịch sử. Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Canada, các khoản vay thế chấp lãi suất cố định chiếm 49% trong tổng số các khoản vay mua nhà trong tháng 5, tăng từ 43% vào tháng 3 tỷ lệ thấp nhất kể từ khi ngân hàng bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2013. Ông James Lair, là đồng sáng lập trang web so sánh lãi suất thế chấp redhop ca cho biết. Xu hướng này vẫn tiếp tục, ước tính rằng các khoản vay thế chấp lãi suất cố định chiếm hơn một nửa tổng số khoản vay mua nhà mới trong tháng 7. Những người đi vay đang lựa chọn sự chắc chắn này nhiều hơn. Mặc dù lãi suất cố định vẫn chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh 13 năm đạt được vào giữa tháng 7, Điều này có nghĩa là họ có thể phải đối mặt với các khoản thanh toán tăng cao lâu hơn nếu lãi suất giảm trong 2 đến 3 năm tới. Tái cấp vốn tức là refinance có thể là một lựa chọn hơi tốn kém. Lãi suất cố định 5 năm tốt nhất là ở mức 4,24%, trong khi lãi suất thay đổi là 3,5%. Mức trên lệch hẹp nhất kể từ tháng 9, một yếu tố khác khiến nhiều người đi vay hơn, các khoản vay không cố định, tức là variable loans, được ràng buộc theo lãi suất chuẩn của Ngân hàng Canada mà đã tăng 2,25 điểm phần trăm kể từ tháng 3. Lãi suất cố định di chuyển theo lợi suất trái phiếu dài hạn, mức mà đã giảm xuống dưới lợi suất ngắn hạn là một dấu hiệu mà thị trường lo ngại về một cuộc suy thoái. Tại thành phố Vancouver, nhiều vụ bắt giữ cùng các vụ bạo lực với cảnh sát khi các liều bị dỡ bỏ khỏi downtown Eastside một số người đã bị bắt sau các vụ bạo lực với cảnh sát ở khu downtown Eastside của Vancouver, khi các nhân viên thành phố bắt đầu quá trình dỡ bỏ lều và các công trình khác dọc theo một con đường đông đúc trong khu vực, buộc hàng chục người sống trong khu vực phải di chuyển. Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi một cuộc ẩu đả nổ ra bên ngoài Carnegie Center trên đường Main và Hastings vào khoảng 3 giờ chiều. Các nhân viên bảo vệ tại trung tâm đã báo cảnh sát về một người đàn ông gây náo loạn cư dân và các nhà hoạt động cộng đồng đã đứng ra bảo vệ người đàn ông này và một cuộc ẩu đả đã xảy ra sau đó và cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay. Cảnh sát cho biết các sĩ quan đã bị hành hung sau vụ bắt giữ người đàn ông, vụ việc đã gây náo loạn trung tâm. Cảnh sát đóng cửa giao lộ Main và Hastings, ba người tổ chức từ Liên minh Stop the Sweeps đã bị bắt cùng với những người ủng hộ khác. Cảnh sát Vancouver không xác nhận số vụ bắt giữ nhưng cho biết các sĩ quan đã bị hành hung sau vụ bắt giữ một người đàn ông. Người này đã ném máy tính và cư xử thất thường tại trung tâm. Một thông báo được đưa ra hôm thứ Ba cho biết quy trình dọn dẹp sẽ tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao nhất trước, bắt đầu từ bên ngoài khách sạn Regent trên phố East Hastings và sẽ tiếp tục trong nhiều tuần. Thị trưởng sốc mang nhiệm của Ottawa nói rằng ông không cần chính phủ Ontario đưa ra cái gọi là quyền lực thị trưởng mạnh tay cho các thị trưởng Ottawa và Toronto. Bộ trưởng về gia cư và nội trú của thành phố là Steve Clark giới thiệu một đạo luật mang tên là Strong Mayors Building Homes Act tại Queen's Park vào chiều ngày thứ Năm. Chính phủ cho biết nó sẽ cho phép các thị trưởng triển khai các dự án ưu tiên và xây dựng nhiều nhà hơn và nhanh hơn. Đạo luật sẽ trao cho các thị trưởng tại Ottawa và Toronto những quyền lực mới và điều này sẽ giao cho họ trách nhiệm toàn quyền để chuẩn bị ngân sách thành phố để phê duyệt tại hội đồng cũng như khả năng thuê và sa thải những người đứng đầu của các cơ quan thành lập và tổ chức lại các phòng ban các thị trưởng cũng có thể phủ quyết các điều luật đã được hội đồng phê duyệt nếu chúng gây trở ngại đến các vấn đề ưu tiên của tỉnh đối mặt với sự thay đổi này thị trưởng jim washington của ottawa nói rằng chúng tôi không cần thêm quyền hạn tôi không yêu cầu thêm quyền hạn với tư cách là thị trưởng tôi đã làm việc tốt trong ba nhiệm kỳ hội đồng vừa qua. Khoảng 98,2% các vấn đề mà tôi đưa ra đều được thông qua. Chúng tôi là một chính phủ dựa trên sự đồng thuận. Đó không phải là một chính phủ nhất trí. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý với nhau. Ông Washington ước tính 90% số phiếu bao tại hội đồng nhiệm kỳ này là nhất trí. Bài phát biểu nhậm chức hôm thứ Ba chỉ ra hệ thống thị trưởng mạnh Strong Mayors sẽ cho phép các nhà lãnh đạo thành phố giảm thời gian quy hoạch phát triển tiêu chuẩn hóa các quy trình và giải quyết các rào cản địa phương trong việc tăng nguồn cung nhà ở. Ông Washington nói rằng, có nhiều cách khác mà chính phủ Ontario có thể tăng cường xây dựng nhà ở tại Ottawa và trên khắp Ontario. Với cơ chế hiện tại, thị trưởng và ủy viên của hội đồng thành phố, mỗi người có một phiếu để biểu quyết một vấn đề nào đó được đưa ra trước ủy ban và hội đồng, và cần đa số phiếu tán thành để thông qua. Tuy nhiên, cơ chế thị trưởng mạnh sẽ cung cấp cho thị trưởng quyền hành pháp để thông qua luật mà không cần sự ủng hộ của các thành viên trong hội đồng. Ông Washington cho rằng điều này là không dân chủ và cả hai trong số những người dẫn đầu trong cuộc đua giành chức thị trưởng cũng đã nói rằng họ không ủng hộ hệ thống này. Y tế công cộng Montreal điều tra về cái chết của một cơ đàn ông vì bệnh Legionella các quan chức y tế công cộng tại Montreal cho biết họ đang điều tra một trường hợp tử vong vì bệnh là hay còn gọi là Legionnaire's disease, bệnh liên quan tới nhiễm trùng phổi, xảy ra ở đầu phía đông của thành phố, để xem liệu có liên quan tới hai trường hợp khác được phát hiện trong khu vực hay không. Sở Y tế Công Cộng của thành phố cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra sẽ nhắm vào các bồn làm mát nước trong khu vực. Nạn nhân chỉ được xác định là một người đàn ông. Vào năm ngoái thì hai người đã chết sau một đợt bùng phát dịch bệnh Legionella ở một khu vực lân cận. Sở Y tế Công Cộng cho biết đã có 27 trường hợp mắc bệnh Legionella do vi khuẩn đã được phát hiện trong thành phố trong năm nay. Và cũng có 52 trường hợp đã được phát hiện vào năm ngoái. Căn bệnh này có thể gây sốt, ho, khó thở và đau nhức và có thể gây tử vong trong khoảng 10-15% số ca bệnh. số ca bệnh đậu mùa khỉ ở Canada đã vượt qua 1.000 ca với hầu hết ở Ontario. Cơ quan Y tế Công cộng Canada, gọi tắt là PHAC, tính đến ngày 10 tháng 8, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Canada đã lên tới 1.008 ca. Ontario báo cáo có tổng cộng 478 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trở thành tỉnh có số ca mắc cao nhất ở Canada, trong khi Quebec báo cáo có 425 ca, British Columbia ghi nhận có 85 ca và Alberta báo cáo có 16 ca. Saskatchewan và Yukon mỗi nơi báo cáo có 2 ca. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm do virus có liên quan tới bệnh đậu mùa và hầu hết mọi người đều tự khỏi sau vài tuần. Nhưng theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, thì một số người có thể trở nên bệnh nặng hơn và tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, có 31.800 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ ở 87 quốc gia trên thế giới, tính đến ngày 9 tháng 8. Sau thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 23 tháng 7, trong đó tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Hoa Kỳ cũng tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào ngày 4 tháng 8. Tại Ontario, Giám đốc Y tế Tiến sĩ Karen Moore cho biết Tỉnh đã tiêm chủng cho hơn 20.000 người để chống lại bệnh đậu mùa khỉ tính tới ngày thứ hai, với nhóm ưu tiên là những người đồng tính nam, song tính và những người đàn ông khác có quan hệ tình dục đồng giới đáp ứng các tiêu chí nhất định. Tại Canada, vaccine Invamil có sẵn cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Vào lúc ban đầu thì vaccine này được sản xuất để sử dụng chống lại bệnh đậu mùa. Bộ trưởng Y tế Ontario sẽ không loại trừ khả năng tư nhân hóa để giúp đỡ cuộc khủng hoảng tại các phòng cấp cứu. Bộ trưởng Y tế Ontario không loại trừ việc tư nhân hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khi chính phủ đang xem xét các cách để đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên đang gây căng thẳng cho các bệnh viện trên toàn tỉnh. Bà Sylvia Jones cho biết, chính phủ đang xem xét nhiều ý tưởng trong nỗ lực ngăn các khoa cấp cứu đóng cửa. Khi được hỏi liệu chính phủ có đang xem xét việc tư nhân hóa hay không, và Jones nói rằng tất cả các lựa chọn đều sẽ được cân nhắc. Các khoa cấp cứu trên khắp tỉnh Ontario đã phải đóng cửa trong nhiều giờ hoặc là nhiều ngày vào mùa hè này và các quan chức chăm sóc sức khỏe cho biết đó là do cuộc khủng hoảng nhân viên y tá. Một số bệnh viện nhỏ ở nông thôn đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các bệnh viện lớn ở thành thị. Thanh tra ở tỉnh Ontario nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong các khiếu nại liên quan đến trẻ em được chăm sóc Hệ thống phúc lợi trẻ em của tỉnh đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các khiếu nại liên quan đến chất lượng chăm sóc của các trẻ em dễ bị tổn thương, thanh tra của Ontario cho biết trong báo cáo hàng năm của mình. Thanh tra Paul Dubé đã phát thảo các xu hướng và các cuộc điều tra mà văn phòng của ông đã xử lý từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Trong một báo cáo được công bố mới đây, báo cáo nhấn mạnh vào bước nhảy vọt đáng chú ý ở số lượng các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ bảo vệ trẻ em, chẳng hạn như là các tổ chức trợ giúp trẻ em và các nhà cung cấp dịch vụ nuôi dưỡng tại nhà. Theo báo cáo, Bộ Thanh tra Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên có 25 nhân viên đã nhận được hơn 1.600 trường hợp khiếu nại, bao gồm 1.337 khiếu nại từ người lớn và 314 từ trẻ em hoặc là thanh thiếu niên. Con số này đã tăng từ tổng số 1.300 trường hợp vào năm ngoái những trường hợp đó nằm trong hơn 25.000 đơn khiếu nại mà văn phòng thanh tra đã nhận được ở tất cả các khu vực pháp lý như là nhà tù, thành phố và hội đồng trường học. Tổng thể đã tăng 52% so với năm ngoái. Những lời phàn nàn phổ biến nhất từ những người trẻ tuổi liên quan đến hệ thống phúc lợi trẻ em là yêu cầu được chuyển đến một địa điểm khác. Vì từ chối gặp anh chị em, trẻ cảm thấy rằng văn hóa hoặc là bản sắc cá nhân của chúng không được tôn trọng và các vấn đề với những thành viên khác và nhân viên. Trong khi đó thì cha mẹ và các thành viên trong gia đình thường xuyên gửi đơn khiếu nại về hoàn cảnh sống của con cái họ, hoặc vì tổ chức trợ giúp trẻ em không giải đáp được mối quan tâm của họ. Ngoài ra, thanh tra chỉ trích tiến độ chậm một cách đáng kinh ngạc của tỉnh Ontario trong đào tạo cảnh sát để giảm leo thang Sáu năm sau khi thanh tra viên của tỉnh Ontario là ông Paul Dubé đề xuất một khóa đào tạo được tiêu chuẩn hóa, bắt buộc cho cảnh sát trên toàn tỉnh, tiến độ của tỉnh Ontario vẫn chưa thay đổi. Ông cho biết trong báo cáo hàng năm của mình, huấn luyện để giảm leo thang bắt buộc chỉ là một trong những khuyến nghị mà ông Dubé đã đưa ra trong báo cáo năm 2016, được đưa ra sau cái chết của thiếu niên Sammy Yatin dưới tay cảnh sát ba năm trước đó mặc dù tất cả các khuyến nghị này đã được Bộ trưởng khi đó chấp nhận. Ông Dubé cũng cho biết ông chưa thấy đủ hành động trong những năm qua về các vấn đề như tạo ra một mô hình sử dụng vũ lực mới, sửa đổi đào tạo và ban hành hướng dẫn cho các dịch vụ cảnh sát về máy ảnh đeo trên người. Một đại lý bất động sản nổi tiếng ở Brampton đã bị tấn công giả mang bằng rìu mã tấu ngay bên ngoài driveway trước nhà một nhân viên truyền thông và là đại lý bất động sản nổi tiếng ở Brampton, Ontario, đã bị ba người đàn ông tấn công dữ dội vào ban ngày trên driveway của nhà chính mình. Hai người trong số họ đang cầm rượu và một con dao rửa. Cảnh sát khu vực vùng Peel cho biết họ đang điều tra sau khi một đoạn video giám sát tại nhà cho thấy một người đàn ông đã bị ba người đàn ông tấn công dữ dội ở nhà của anh ta tại Brampton, Ontario sau khi anh ta bước vào chiếc xe Jeep màu trắng của mình đoạn video ngày 4 tháng 8 cho thấy tại một driveway bên ngoài của một ngôi nhà trong khu dân cư, một người đàn ông đi đến chiếc xe Jeep Rubicon màu trắng của anh ta. Khi đó, ba người đàn ông đã chạy đến về phía chiếc xe và một người đàn ông đã cầm rìu đập vỡ cửa sổ. Người lái xe sau đó ra khỏi xe, cố gắng chống đỡ ba kẻ tấn công. Đoạn video cho thấy một người đàn ông được trang bị mã tấu trong khi một người thì cầm rìu. Cuối cùng thì nạn nhân đã bị lôi ra khỏi xe bằng chân của mình và anh ta đã cố gắng chạy qua ba kẻ tấn công nhưng không thành đoạn video cho thấy những người đàn ông tiếp tục dùng vũ khí của họ vào nạn nhân trong khi người này cố gắng bỏ chạy và ngã xuống đất ngay sau đó thì một người hàng xóm chạy tới từ nhà của cô ấy về phía những người đàn ông và làm cho họ sợ hãi cô ấy đã ném một chiếc dây vào họ khi họ bỏ chạy sau đó thì cô ấy đã kiểm tra nạn nhân trước khi trở lại bên trong có thể là để kêu cứu cảnh sát cho hay vụ việc này đã được báo cáo vào ngày thứ năm tuần trước tại khu vực đường Hill Ontario và đường Mayfield. Rất may là nạn nhân đang trong tình trạng ổn định. Cảnh sát khu vực Peel cho biết họ đang điều tra vụ việc và đang tìm kiếm ba nghi phạm. Ủy viên hội đồng khu vực Gabri Dillon đã đến để nói chuyện với gia đình và cho biết người đàn ông bị thương trên toàn bộ cơ thể, đặc biệt là ở bàn chân, và nói rằng ngón chân của anh ta đã bị cắt cục. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát cũng cho biết vụ việc dường như là có mục tiêu và đây không phải là một vụ cướp có chủ đích và cũng không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng. Một người đàn ông chết đuối khi đang bơi cùng với bạn bè, gia đình ở hồ Okanagan, tỉnh BC. Cảnh sát cho hay họ và các nhân viên y tế đã được gọi vào khoảng 2 giờ chiều ngày thứ hai về một người đàn ông 57 tuổi từ Lower Mainland đã chết đuối ở hồ Okanagan gần với Pisland. Các nhà điều tra cho biết Người đàn ông đã bơi gần Sixth Street và Beach Avenue cùng với bạn bè và gia đình vào một thời điểm ông ta được cho là đã nhảy xuống nước một mình nhưng mà đã không bao giờ trở lại. Phải đến khoảng 30 phút sau sự mất tích của người đàn ông mới được mọi người chú ý. Bạn bè và gia đình đã cố gắng tìm kiếm người đàn ông nhưng sau khi không tìm thấy ông nên họ đã liên lạc với nhân viên cứu hộ gần đó. Người đàn ông cuối cùng đã được tìm thấy và các nhân viên cứu hộ đã đưa ông lên mặt nước để cố gắng cứu sống ông. Những nỗ lực đó đã không thành và nạn nhân được tuyên bố đã chết ngay tại hiện trường. Một video cho thấy nghi phạm đã cố gắng phóng hỏa tại một nơi thờ cúng ở Hamilton. Cảnh sát Hamilton đang điều tra một người đã cố gắng phóng hỏa tại một nơi thờ cúng ở Hamilton vào những dịp riêng biệt vào tuần trước. Một đoạn video an ninh do cảnh sát công bố đã ghi lại cảnh một nam nghi phạm bắt đầu phóng hỏa bên ngoài cửa của Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses tại số 57 Delaware Avenue gần với Men và Wentworth vào hai đêm liên tiếp. Trong lần thử đầu tiên, cảnh quay của ngày 4 tháng 8 lúc 10 giờ 30 tối cho thấy nghi phạm đã đốt một chiếc túi vải màu đen ở lối vào phía sau của tòa nhà trước khi chạy trốn. Cảnh sát cho biết. Nghi phạm cũng đã phun sơn bên ngoài cơ sở vào buổi tối của ngày. Cảnh sát cũng đã tới cùng một địa điểm vào đêm hôm sau. Cảnh quay an ninh của ngày 5 tháng 8 vào lúc 9 giờ 30 tối cho thấy, nghi phạm đã đốt một túi mua sắm màu vàng vào khoảng 9 giờ 30 tối tại lối vào phía trước của tòa nhà, anh ta đã chạy trốn khi chiếc túi bốc cháy. Nghi phạm được mô tả là nam giới có nước da sáng, chiều cao và cân nặng trung bình, người ta nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo sweatshirt có mũ màu đen, có biểu tượng hockey Canada, quần tối màu và giày tối màu. Bất kỳ ai có thêm thông tin đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Hành khách taxi tử vong, tài xế bị thương nặng trong vụ xả súng giữa ban ngày ở Surrey, tỉnh BC. Một người đã tử vong và một người khác đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ xả súng ở Surrey vào chiều thứ ba. Cảnh sát RCMP cho biết đội điều tra án mạng tổng hợp đã được gọi đến một bãi đầu xe ở giải nhà 14.800 của đại lộ 108 trong khu vực Guilford. Ai đó đã bắn vào một chiếc taxi vào khoảng 2 giờ 20 chiều, khiến nam hành khách 30 tuổi thiệt mạng. Tài xế taxi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Khu vực xung quanh hiện trường sẽ bị phong tỏa trong một khoảng thời gian không xác định, trong khi cảnh sát làm việc để thu thập bằng chứng. Cảnh sát Toronto truy nã người đàn ông liên tục đấm vào phụ nữ gần với ca tàu điện ngầm ở North York. Cảnh sát Toronto đang truy nã một kẻ đã liên tục đấm vào mặt của một phụ nữ khi mà cô đi về phía tàu ga điện ngầm ở North York. Vào ngày thứ ba, các nhà chức trách đã được thông báo về một vụ tấn công ở khu vực đường dân và Shepherd Avenue vào khoảng 5 giờ chiều. Người ta cho hay một người phụ nữ đang đi bộ về phía nhà ga tàu điện ngầm Shepard Young thì một người đàn ông đã đến gần và đấm vào mặt cô ta nhiều lần. Cảnh sát cho biết người đàn ông không quen biết với người phụ nữ, không rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương của người phụ nữ. Nghi phạm là nam, khoảng 25 cho đến 30 tuổi, cao khoảng một thước 72 đến một thước 75, có thân hình trung bình. Lần cuối cùng người ta quan sát thấy anh ta đang đội một chiếc mũ bóng chai màu xanh đậm khẩu trang màu xanh nhạt, áo thun xanh đậm, quần jean xanh đậm, giày tối màu và đang mang một chiếc túi vải thô lớn màu đen và xám. Bất kỳ ai nhận ra người đàn ông này đều được yêu cầu liên hệ với các nhà điều tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like mỗi khi xem chương trình. Và nếu quý vị vẫn chưa đăng ký kênh thì chúng tôi kính mời quý vị hãy bấm vào nút subscribe bên dưới để đăng ký kênh và bấm nút chuông ngay kế bên để theo dõi các bản tin hàng ngày trên kênh Culture Channel. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ukraine cho hay 9 máy bay chiến đấu của Nga đã bị phá hủy ở bán đảo Crimea. Nga và Ukraine khai phiên pháo kích lẫn nhau. Trung Quốc gọi Mỹ là kẻ chủ mưu chính trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bà Pelosi nói rằng Mỹ không thể cho phép Trung Quốc thiết lập bình thường mới đối với Đài Loan. Trung Quốc phát hiện virus mới có tên là Lê Nha đã lây nhiễm cho hàng chục người. Chúng ta biết gì về virus này? Triều Tiên tuyên bố chiến thắng đợt bùng phát Covid-19 ở nước họ. Vùng Châu của Pháp tiếp tục di tản trong trận trái rừng mới nhất giống như một phân đoạn trong bộ phim Parasite, lũ lụt gây ra sự chênh lệch xã hội rõ ràng ở Hàn Quốc. Việt Nam cần 8 tới 14 tỷ Mỹ kim đầu tư điện mỗi năm đến năm 2030. Tài xế ở New York sắp phải chi 23 Mỹ kim mỗi ngày cho phí tắc nghẽn giao thông. Coca-Cola ra mắt hương vị mới lạ được quảng cáo là có vị như tiêm thức của bạn. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi và sau đây Hoàng Anh sẽ tiếp tục với bản tin chi tiết thưa quý vị trong cuộc chiến leo thang của Nga và Ukraine Ukraine cho biết 93 máy bay chiến đấu của Nga đã bị phá hủy ở bán đảo Crimea Nga và Ukraine thay phiên pháo kích lẫn nhau Ukraine hôm thứ tư cho biết 93 máy bay chiến đấu của Nga đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ chết người tại một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea một động thái cho thấy sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến đã bước sang tháng thứ sáu. Nga đã phủ nhận bất kỳ máy bay nào bị hư hại trong vụ nổ vào hôm thứ Ba, hoặc bất kỳ cuộc tấn công nào đã diễn ra. Nhưng các bức ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng, ít nhất 7 máy bay chiến đấu tại căn cứ đã bị nổ tung và những chiếc khác có thể đã bị hư hại. Các vụ nổ đã khiến một người thiệt mạng và 14 người bị thương, khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy khi những đám khói bốc lên trên đường bờ biển gần đó, Lãnh đạo khu vực của bán đảo Crimea cho biết khoảng 250 cư dân đã được chuyển đến nhà ở tạm thời sau khi hàng chục tòa nhà chung cư bị hư hại. Các quan chức Ukraine đã ngừng tuyên bố công khai trách nhiệm về các vụ nổ, đồng thời chế nhạo lời giải thích của Nga rằng một người hút thuốc bất cẩn có thể đã khiến cho kho đạn tại căn cứ không quân Saki bốc cháy và nổ tung. Các nhà phân tích cũng cho rằng Lời giải thích đó không có ý nghĩa và người Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm để tấn công căn cứ. Nếu trên thực tế lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về các vụ nổ, thì đây sẽ là cuộc tấn công lớn đầu tiên được biết đến vào một địa điểm quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, vốn đã bị Điện Kremlin chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014. Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga đã pháo kích vào các khu vực trên khắp Ukraine từ đêm thứ Ba sang thứ Tư bao gồm cả khu vực miền Trung, Petrov nơi bị ba người đã thiệt mạng. Tại miền đông Ukraine, nơi giao tranh đã diễn ra trong 8 năm, một cuộc tấn công của Nga vào trung tâm thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk đã làm 7 người chết, 6 người bị thương và làm hư hại các cửa hàng, nhà cửa và các tòa nhà chung cư, gây ra hỏa hoạn. Tại thành phố Donetsk, nơi nằm dưới sự kiểm soát của phe ly do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014, các cuộc pháo kích của Ukraine đã tấn công một nhà máy bia, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Không bên nào tiết lộ nhiều thông tin về thương vong của chính họ. Trong bài phát biểu hàng đêm vào hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng gần 43.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Ukraine trong khi đó đã tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc pháo kích vào thị trấn, thề sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho lực lượng Nga. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ đáp trả việc Nga pháo kích vào một thị trấn, và cần phải xem xét cách gây ra thiệt hại nhiều nhất có thể cho Nga để kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng. Ukraine cho biết 13 người đã thiệt mạng và 10 người đã bị thương khi Nga khai hỏa tên lửa vào Mahanets từ lãnh thổ của một nhà máy điện hạt nhân mà nước này đã chiếm được ở vùng Dnipropetrovsk. Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc tấn công đã nhấn mạnh sự cần thiết của các đồng minh trong việc cung cấp thêm những vũ khí mạnh hơn cho quân đội Ukraine. Ông nói, những người chiếm đóng càng chịu nhiều tổn thất Chúng ta càng sớm có thể mang lại tự do cho vùng đất của mình và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trung Quốc thì gọi Mỹ là kẻ chủ mưu chính trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trung Quốc, nước mà Nga đang tìm kiếm như một đồng minh kể từ khi bị phương Tây coi thường vì cuộc xâm lược Ukraine, đã gọi Mỹ là kẻ chủ mưu chính của cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS được công bố hôm thứ tư, Đại sứ Trung Quốc tại Moscow là Yang Henhui cáo buộc rằng Washington đang đẩy Nga vào thế bí khi liên tục mở rộng liên minh quốc phòng NATO và hỗ trợ các lực lượng nhằm tìm cách liên kết Ukraine với liên minh châu Âu, chứ không phải là Moscow. Lập luận của đại sứ Trung Quốc tại Moscow theo sau một trong những lời biện minh của chính Nga về cuộc xâm lược Ukraine, cuộc chiến mà đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và toàn bộ thành phố bị tàn phá, cũng như khiến hơn một phần tư dân số phải rời bỏ nhà cửa của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Giang cho biết, quan hệ Trung Nga đã bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, được đặc trưng bởi mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, mức độ tương tác cao nhất và tầm quan trọng chiến lược lớn nhất. Ông Giang cũng đã phản đối chuyến thăm đến Đài Loan vào tuần trước của chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi. Đồng thời cho rằng Mỹ đang cố gắng áp dụng các chiến thuật tương tự ở Ukraine và Đài Loan để vực dậy tâm lý chiến tranh lạnh, kiềm chế Trung Quốc và Nga cũng như kích động sự cạnh tranh và đối đầu giữa các cường quốc. Bà Pelosi cho biết Mỹ sẽ không thể cho phép Trung Quốc thiết lập một bình thường mới đối với Đài Loan. Sau chuyến thăm gây tranh cãi đến Đài Loan, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm thứ tư cho biết, Mỹ không thể cho phép Trung Quốc bình thường hóa mức độ áp lực mới đối với Đài Loan mà họ đã khẳng định trong nhiều ngày qua bằng các cuộc diễn tập quân sự. Những gì chúng tôi thấy ở Trung Quốc là họ đang cố gắng thiết lập một bình thường mới và chúng tôi không thể để cho điều đó xảy ra. Bà Pelosi đã phát biểu trong một cuộc họp báo với bốn thành viên khác trong Hạ viện của Đảng Dân Chủ, những người đã đi cùng với bà trong chuyến công du châu Á. Khi được hỏi về tuyên bố của Trung Quốc rằng nước này đang trừng phạt bà và gia đình, bà Pelosi đã bật cười và đáp, ai quan tâm tới điều đó. Tức giận với chuyến thăm Đài Bắc vào tuần trước của bà Pelosi, Trung Quốc đã mở rộng các cuộc tập trận dự kiến kéo dài 4 ngày đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là của riêng mình. Hôm thứ Tư, Trung Quốc cho biết họ đã hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau xung quanh Đài Loan, nhưng sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra thường xuyên một động thái có khả năng báo hiệu Trung Quốc sẽ kết thúc chuỗi ngày chiến tranh trong khi vẫn tiếp tục gây áp lực lên hòn đảo tự trị này. Trung Quốc phát hiện một loại virus mới có tên là Leña đã lây nhiễm cho hàng chục người. Vậy thì chúng ta biết gì về virus này? Khi mà thế giới tiếp tục đối mặt với nạn dịch Covid-19, một đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ, thì một loại virus lây truyền từ động vật sang người mới đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Tại Trung Quốc, từ tháng 12 năm 2018 cho tới tháng 8 năm 2021 đã có 35 người tại Trung Quốc bị nhiễm virus Leña và được cho là lây truyền từ chuột chuột là một loại động vật có vú nhỏ giống như nốt ruồi. Các phát hiện được công bố trên tạp chí y khoa New England vào tuần trước không cho thấy sự lây truyền từ người sang người, nhưng mà kích thước mẫu quá nhỏ để có thể xác định xem liệu virus có thể lây lan khi mà tiếp xúc gần giữa người với người hay không các mẫu nghiên cứu đã được thu thập từ tháng 4 năm 2018 tới tháng 8 năm 2021 và các trường hợp nhiễm virus lên nhà đã được phát hiện ở các tỉnh miền Đông là Sơn Đông và Hà Nam. Trong số 35 bệnh nhân, có 26 người đã bị nhiễm lên nhà và tất cả đều đã bị sốt. Các triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi, ho, buồn nôn, nhức đầu và nôn mửa. Những trường hợp nặng hơn đã bị suy giảm chức năng gan và thận. Tiến sĩ Donovan là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là nhà vi trùng học y tế ở Trung tâm Y tế Đại học Macchio cho biết các nhà khoa học nên theo dõi chặt chẽ Lenya là loại virus mà theo ông cho là chưa từng được phát hiện trước đây ở người vì không có đủ thông tin về cách mà nó lây lan và hoạt động. Tiến sĩ Vinh cho biết virus Lenya thuộc dòng họ Nepa, là loại virus xuất hiện tự nhiên trên một số loài dơi ăn quả và có thể gây bệnh nặng và tử vong ở người không có vắc xin hoặc là phương pháp điều trị cụ thể nào được phát triển cho cả virus Nipah và Lenya. Cho đến nay, Canada chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cả hai loại virus này. Triều Tiên tuyên bố chiến thắng đợt bùng phát COVID-19 tại nước họ. Vào đầu ngày thứ Năm, hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố chiến thắng trong trận chiến chống lại COVID-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp chống dịch tối đa đã áp dụng từ tháng 5. Triều Tiên đã không tiết lộ họ đã xác nhận được bao nhiêu ca bệnh nhiễm virus, nhưng kể từ ngày 29 tháng 7, họ đã không báo cáo một trường hợp mới nào bị nghi ngờ. Các tổ chức viện trợ quốc tế cho rằng điều này có thể là do khả năng xét nghiệm của Triều Tiên đã bị hạn chế. Ông Kim cho biết số liệu tử vong chính thức của Triều Tiên với 74 người là một điều kỳ diệu chưa từng có so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các chuyên gia đã nói rằng các con số mà Triều Tiên đưa ra không có khả năng hiển thị toàn cảnh của vấn đề. Hiện nay thì Triều Tiên vẫn chưa có kế hoạch tiến hành tiêm phát sinh phòng Covid-19, thay vào đó thì quốc gia này cho biết họ đã dựa trên các đợt phong tỏa, phương pháp điều trị bằng thuốc cây nhà lá vườn và dựa theo điều mà ông Kim mô tả là hệ thống xã hội chủ nghĩa kiểu Triều Tiên có lợi. Bà Kim yo Jong là em gái của ông Kim, cho biết bản thân của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bị mắc các triệu chứng sốt và bà đã đổ lỗi cho các tờ rơi từ Hàn Quốc là nguyên nhân gây ra bệnh dịch, theo KCNA đưa tin. Vùng Zeron Tây Nam của nước Pháp tiếp tục di tản trong trận cháy rừng mới nhất. Pháp cũng phải đối mặt với đợt nắng nóng thứ tư trong năm nay và đợt hạn hán tồi tệ nhất được ghi nhận các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với một trận cháy rừng ở Tây Nam nước Pháp hôm thứ Tư, trong một khu vực nổi tiếng với những cánh rừng thông đã bị tàn phá bởi ngọn lửa vào tháng trước. Ngọn lửa đã buộc khoảng 8.000 người phải rời khỏi nhà và phá hủy ít nhất 16 ngôi nhà. Một đường cao tốc lớn gần thành phố Bordeaux đã bị đóng cửa vào chiều thứ Tư do ngọn lửa bùng phát gần đó. Các nhà chức trách ở khu vực phía bắc Basque của Tây Ban Nha cho biết, Pháp đã dừng các xe tải chở hàng qua biên giới Iron do vụ cháy. Các bức ảnh do các nhân viên cứu hỏa công bố cho thấy ngọn lửa bùng cháy qua rừng thông khiến những đám khói xám đen dày đặc lên trời. Hơn 60 km vuông đã bị thiêu rụi ở vùng Gironde và vùng Land lân cận trong vụ cháy rừng mới nhất bùng phát tại một quốc gia châu Âu khi lục địa này đang trải qua một mùa hè khô nóng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard de Dominin thông báo rằng nhiều lính cứu hỏa đã được cử đến hiện trường trong nỗ lực dập tắt đám cháy. Tổng cộng hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa, 9 máy bay và 2 trực thăng đã được huy động. Tháng trước, khu vực Giron bị ảnh hưởng bởi các trận cháy rừng lớn, buộc hơn 39.000 người phải di tản, bao gồm cả người dân và khách du lịch. Tuần này, thì Pháp đang ở giữa đợt nắng nóng thứ tư trong năm, khi đất nước này phải đối mặt với điều mà chính phủ cảnh báo là đợt hạn hán tồi tệ nhất được ghi nhận. Nhiệt độ ở miền nam của đất nước được dự báo có thể lên tới 40 độ C. Giống như một phân đoạn trong bộ phim Parasite, lũ lụt gây ra sự chênh lệch xã hội rõ ràng ở Hàn Quốc. Sử dụng một cái tô làm bằng nhựa, ông Ha in sik đang cố gắng múc nước ra khỏi căn hộ nằm dưới mặt đất của ông. Trong khu nhà ở, dành cho người thu nhập thấp ở Silim, Tây Nam, Seoul, nơi lũ lụt do mưa xối xả đã buộc gia đình ông phải ngủ lại ở một công viên gần đó, Người đàn ông 50 tuổi cùng với vợ và con gái đã thu dọn đồ gia dụng, đồ đạc, sách vở, thậm chí là cả dao kéo mang ra ngoài để xem những thứ có thể cứu vớt được. Cảnh tượng này mang nét tương đồng với căn hộ bán tầng hầm ngập nước thải được miêu tả trong bộ phim Hàn Quốc đoạt giải Oscar năm 2020 là bộ phim Parasite. Bộ phim kể về sự chênh lệch xã hội ngày càng gia tăng ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Tôi không có tiền, không có gì cả nhưng tôi đã đến đây để sống trong tầng hầm này vì đó là lựa chọn duy nhất tôi phải sống với con gái mình ông ha nói với reuters nhưng bây giờ tôi vô vọng mọi thứ đã biến mất không có sự trợ giúp và tôi thậm chí không có muỗng để ăn ông ha không đơn độc trong nỗi đau khổ của mình những cư dân khác ở selim cũng đang bút nước bằng những cái tô lớn hoặc là cố gắng tìm kiếm thật kỹ trong đống đổ nát để xem còn thứ gì sử dụng được hay không trong khi những khu vực rộng lớn ở Silim vẫn bị ngập và người dân đã ví tình trạng này như một vũng bùng, thì ở khu phố Gangnam Sầm Út, hầu hết các con đường đã được thông thoáng và giao thông đã trở lại bình thường. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do trận mưa lớn nhất trong 115 năm qua ở Seoul kể từ hôm thứ Hai, làm mất điện, gây lỡ đất và ngập lụt các tuyến đường và tàu điện ngầm. Cho đến hôm thứ Tư, 6 người vẫn còn đang mất tích Ít nhất 570 người tạm thời mất nhà cửa của họ, trong khi 1.400 người đã phải di tản, chủ yếu ở Seo. Liên quan đến Việt Nam, Việt Nam cần 8 tỷ đến 14 tỷ đô la Mỹ đầu tư điện mỗi năm đến năm 2030. Việt Nam sẽ cần đầu tư từ 8 tỷ đến 14 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho đến năm 2030 để phát triển các nhà máy điện mới và mở rộng lưới điện, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp cho biết hôm thứ tư, trong đó 75% sẽ được chi cho các nhà máy điện mới, ưu tiên cho các nguồn tái tạo và 25% cho việc mở rộng lưới điện. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết trong một thông báo. Ông An cho biết, Việt Nam đã cam kết trở thành trung hòa carbon vào năm 2050, sẽ nâng công suất gió ngoài khơi lên 7 GW vào năm 2030 và lên 65 GW vào năm 2045. Đồng thời cắt giảm tỷ trọng than trong cơ cấu năng lượng của mình. Ông nói Việt Nam sẽ không bổ sung các nhà máy nhiệt điện than mới vào quy hoạch tổng thể phát triển điện và sẽ chỉ tiếp tục các dự án than đang được xây dựng cho đến năm 2030. Tháng trước, Bộ Công Thương đã yêu cầu chính phủ loại bỏ các dự án than trong tương lai với tổng công suất 14,12 GW khỏi quy hoạch tổng thể phát triển điện đang được soạn thảo. Theo dự thảo mới nhất của quy hoạch tổng thể phát triển điện năng Tổng công suất phát điện lắp đặt của Việt Nam sẽ được nâng lên 121 gigawatt vào năm 2030 và 284 gigawatt vào năm 2045, tăng từ 76,6 gigawatt vào cuối năm ngoái, theo truyền thông nhà nước đưa tin. Các tài xế tại New York City sắp phải trả 23 Mỹ kim mỗi ngày cho chi phí tắc nghẽn giao thông. New York City có thể sẽ đưa ra mức phí tắc nghẽn giao thông lên tới 23 Mỹ kim mỗi ngày vào cuối năm sau theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ tư, cho thấy điều này sẽ làm giảm từ 15 cho đến 20% số lượng xe hơi đi vào Manhattan. Thành phố hiện nay muốn thu phí hàng ngày và có thể thay đổi đối với các phương tiện đi vào hoặc là đi lại trong khu vực thương mại trung tâm. Khu vực thu phí được xác định là ở giữa đường 60 ở khu vực trung tâm Manhattan và Công viên Battery ở mỗi phía nam của Manhattan các tài xế xe khách có thể phải trả từ 9 cho tới 23 mỹ kim để vào cửa vào thời gian cao điểm, trong khi phí qua đêm có thể chỉ là 5 mỹ kim. Trong khi đó, các tài xế có thể áp dụng phí lưu thông cầu và đường hầm hiện tại cho mức thu phí tắc nghẽn giao thông. Cơ quan giao thông đô thị MTA cho biết mức phí có thể có hiệu lực trong vòng 10 tháng sau khi được phê duyệt và khoảng thời gian đó sẽ dành cho việc thiết kế và triển khai hệ thống New York là thành phố có giao thông tắc nghẽn nhất tại nước Mỹ, sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ thực hiện việc thu phí tắc nghẽn giao thông theo sau thành phố London là nơi đã bắt đầu từ năm 2003. Các nhà lập pháp tại New York đã thông qua kế hoạch vào năm 2019 và ban đầu nó được dự kiến tiến hành vào năm 2021. Tuy nhiên, chính phủ liên bang dưới thời cựu tổng thống Donald Trump đã không áp dụng kế hoạch này. một nghiên cứu cho hay các bãi rác trên thế giới đang thải ra rất nhiều khí mê tan một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc phân hủy chất thải thực phẩm đang thải ra hàng ngàn tấn khí mê tan tại các bãi rác ở Buenos Aires Delhi mumbai và lahore cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia mỹ cho biết với khoảng 570 triệu tấn khí nhà kính thải hàng năm từ các quá trình công nghiệp và tự nhiên, nồng độ khí mê trong khí quyển đang tăng với tốc độ kỷ lục. Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Science Events, các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao được chụp vào năm 2020 cho thấy khí mê đã từ các bãi rác do gió thổi ở thủ đô Piano Aires của Argentina. Các thành phố ở Ấn Độ như là New Delhi và Mumbai và thành phố Lahore lớn thứ hai của Pakistan. Chẳng hạn một bãi rác ở Mumbai thải ra khoảng 9,8 tấn khí mê mỗi giờ, tương đương với 85.000 tấn mỗi năm. Bãi rác tại Bono Aires thải ra khoảng 250.000 tấn mê hàng năm hoặc là một nửa tổng lượng khí thải mê của thành phố. Theo Ngân hàng Thế giới, thì chất thải của bãi chôn lấp chịu trách nhiệm cho khoảng 11% lượng khí mê toàn cầu, dự kiến sẽ tăng khoảng 70% vào năm 2050 khi mà dân số toàn cầu tiếp tục tăng lên. Đồng tác giả Joel Massakers là một nhà khoa học môi trường tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Hà Lan cho biết, những quan sát này có thể cho chúng ta biết nơi phát thải khí mê tan lớn và nơi có thể thực hiện hành động giảm thiểu. Các bước giảm thiểu có thể bao gồm việc ủ thực phẩm hoặc là thu giữ khí mê tan để tạo ra khí sinh học. Disney đã vượt mặt Netflix và trở thành nền tảng có số lượng người đăng ký phát trực tuyến cao nhất. Công ty Walt Disney đã vượt qua Netflix với tổng số là 221 triệu khách hàng trực tuyến và tuyên bố sẽ tăng giá cho những khách hàng muốn xem Netflix Plus hoặc là Hulu mà không có quảng cáo. Cổ phiếu của Disney đã tăng 6,9% sau giờ làm việc vào ngày thứ Tư lên 120,15 Mỹ Kim. Vào năm 2017, Disney đã xây dựng một dịch vụ phát trực tuyến của mình để cạnh tranh với Netflix trong bối cảnh khán giả đang thay đổi từ truyền hình cáp và truyền hình phát sóng truyền thống sang việc xem trực tuyến. Năm năm sau thì Disney đã vượt qua Netflix về tổng số khách hàng phát trực tuyến. Nhà chuột đã có thêm 14,4 triệu khách hàng của Disney Plus kết hợp với Hulu và ESPN Plus Disney cho biết họ có tổng cộng 221,1 triệu người đăng ký phát trực tuyến vào cuối quý 6. Trong khi đó, Netflix cho biết họ có 220,7 triệu người đăng ký phát trực tuyến. Để thu hút khách hàng mới, Disney sẽ cung cấp phiên bản hỗ trợ quảng cáo bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 với giá 7,99 99 Mỹ kia một tháng, bằng mức giá mà hãng này tính cho phiên bản không có quảng cáo. Hãng khổng lồ truyền thông cũng sẽ tăng phí hàng tháng của Disney Plus không có quảng cáo thêm 38%, lên 10,99 Mỹ kim vào tháng 12, giá cho Hulu sẽ tăng từ 1 đô la đến 2 đô la mỗi tháng từ tháng 12 tùy thuộc vào kế hoạch. Coca-Cola ra mắt hương vị mới lạ, được quảng cáo là có vị như là tiềm thức của bạn. Các nhà thiết kế sản phẩm tại Coca-Cola dường như đang làm việc chăm chỉ vào mùa hè này khi họ đắm mơ về một hương vị mới hấp dẫn sẽ lên kệ vào tuần tới. Nó được gọi là Dream World. Trong một tuyên bố của công ty, Coca-Cola khẳng định rằng hương vị Dream World mới của họ là một cánh cổng bước vào một thế giới hoạt hình sống động, nơi những trải nghiệm như mơ gặp gỡ thế giới thực. Đây là hương vị mới nhất của Coca-Cola Creations, một phân khúc của công ty thiết kế các hương vị phiên bản giới hạn của loại nước giải khát mang tính biểu tượng đi kèm với thành phần kỹ thuật số những hương vị thời thượng này đã góp phần khuấy động cuộc bàn tán xôn xao về sản phẩm cốt lõi, đồng thời thu hút khán giả trẻ tuổi đến với thương hiệu của họ. Mỗi hương vị Coca-Cola Creations đều đi kèm với trải nghiệm trực tuyến riêng và Dream World cũng tự hào có một sân chơi thực tế ảo cho người tiêu dùng. Trước Dream World, Coca-Cola Creations đã tung ra Starlight, có nghĩa là một thức uống khúc có hương vị không gian, họ cũng đã hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc điện tử Marshmallow để giới thiệu một loại khúc có hương vị như là dâu tây và dưa hấu, những món yêu thích của DJ người Mỹ này. Có vẻ như Coca-Cola biết chính xác những gì họ đang làm với bộ đồ uống mơ hồ nhưng bí ẩn này. Vì cuộc tranh luận về Dream World nhất định sẽ diễn ra sau khi sản phẩm sẽ có mặt tại Canada vào ngày 15 tháng 8. Dream World sẽ là hương vị Coca-Cola Creations cuối cùng ra mắt vào năm 2022 và sẽ có sẵn trong các lựa chọn thông thường và không đường cá voi trắng beluga được giải cứu khỏi sông Seine đã chết trong quá trình vận chuyển một con cá voi trắng beluga được giải cứu sau khi bị mắc kẹt hơn một tuần trên sông Seine của Pháp đã chết khi đang vận chuyển ra biển theo các hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã theo dõi tình hình con cá voi đã bị mắc kẹt trong hệ thống khóa nước ngọt ở saint pierre la garen khoảng 45 dặm về phía tây bắc của Paris, kể từ ngày 2 tháng 8. Sức khỏe của con cá voi trắng Beluga này đã trở nên tệ hơn sau khi nó đã từ chối thức ăn. Reuters đưa tin, hơn 80 nhân viên cứu hộ đã mất 6 giờ đồng hồ để đưa con cá voi ra khỏi nơi mà nó bị mắc kẹt. Sau đó nó đã được đưa lên xà lan để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã lo ngại về sự sụt giảm cân nặng đáng báo động của cá voi và họ buộc phải dùng đến biện pháp an tử cho nó. Cái chết của cá voi đã được xác nhận bởi các quan chức từ Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Asson. Theo Reuters, nó nặng khoảng 800 kg, nhưng lẽ ra cân nặng của nó phải nằm ở khoảng 1.200 kg. Môi trường sống tự nhiên của cá voi trắng Beluga là ở các vùng Bắc Cực và Cận Bắc Cực. Mặc dù quần thể nổi tiếng nhất được tìm thấy ở cửa sông Saint Lawrence ở Quebec, Canada, nhưng gần nhất với bờ biển Pháp là ở Svalbard, một quần đảo ở phía Bắc Na Uy, cách sông San khoảng 1.900 dặm. Nguyên nhân cá voi bị lạc đường vẫn chưa được biết đến, nhưng việc băng bị mất trên biển ở vùng biển Bắc Cực đang khiến khu vực này có nhiều hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá và các hoạt động khác của con người ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và điều hướng của cá voi. Việc tìm kiếm thức ăn và tìm kiếm bạn tình cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với loài này. Và sau cùng, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay một gia kim đổi được 0,7819 Mỹ Kim và đổi được 0,7577 đồng euro. Một gia kim bằng 18.420 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.488 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI 92.60 Mỹ kim một thùng, giá dầu thô Brent 98.08 Mỹ kim một thùng và giá vàng là 1.791 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Như mọi khi, xin quý vị đừng quên bấm like mà khi xem chương trình và chia sẻ chương trình này trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Kính mời quý vị chú ý và đón theo dõi. Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.